Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của Lekan News. Bản tin hôm nay của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý sau đây. Hố tử thần khổng lồ bất ngờ nuốt chửng người đi xe máy. Do không chú ý quan sát phía trước, nam thanh niên đi xe máy đã lao thẳng xuống hố tử thần ngay giữa đường. Sự việc được ghi lại tại Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Trung Quốc. Trong clip, con đường đang bằng phẳng, bất ngờ xuất hiện một hố sụp khổng lồ. Vài giây sau, xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi tới. Do không chú ý đến phía trước, nên người này lao thẳng xuống chiếc hố dài 15 mét. May mắn thay, người điều khiển xe tay ga chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera giám sát ghi lại. Theo truyền thông địa phương, một đường ống dẫn nước bị vỡ là nguyên nhân gây ra sự cố sụp mặt đường. Cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc bị kỷ luật. Ngày 21 tháng 6, tin từ lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, ông Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1977, trưởng bộ phận kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa, vừa bị kỷ luật đảng với hình thức khiển trách. Hiện nay, cơ quan chức năng đang xem xét kỷ luật về hành chính, chính quyền đối với ông Tuấn. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 3, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa họp xử lý nội dung đoạn clip cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc được báo chí phản ánh vào tối ngày 15 tháng 3. Tại cuộc họp, ông Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1977, trưởng bộ phận kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa thừa nhận, vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 6 tháng 3, nhằm ngày thứ hai trong giờ hành chính nhà nước, có đánh bài bằng hình thức ăn tiền với một nhóm người tại quán cà phê trên đường Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Ông Tuấn thừa nhận bản thân biết việc đánh bài ăn tiền trong giờ làm là vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, vi phạm luật viên chức, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vụ sập loạt dầm cầu cao tốc Bắc Nam, nhà thầu chi tiền tỷ đúc lại. Ngày 21 tháng 6, đại diện doanh nghiệp dự án DNDA, công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án 6 về sự cố lỗi kỹ thuật trong thi công cầu lắp dầm Super T tại cầu Nghi Mỹ. Theo đó, chiều ngày 19 tháng 5, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ tại nhịp số 4 giữa trụ P3 và P4. Trong quá trình thi công, mọi việc diễn ra bình thường đến khoảng 13:30 cùng ngày. Trong lúc đang cầu lắp phiến dầm tiếp theo thì xảy ra vụ va chạm giữa phiến dầm đang cầu lắp với phiến dầm đã lắp ở trong cùng nhịp số 4, từ đó dẫn đến hiện tượng một số phiến dầm bị nghiêng theo hướng về bên phải của cầu theo hướng tuyến. Sau khi sự việc xảy ra, các bên đã đánh giá thiệt hại do sơ suất trong thao tác kỹ thuật của thợ lái mái cầu làm hư hại 4 phiến dầm, không có thiệt hại về người và nhà thầu cam kết sẽ trừ mọi chi phí phát sinh. Riêng 3 phiến dầm bị nghiêng còn lại, nhà thầu sẽ chủ động mời đơn vị kiểm định độc lập đánh giá lại chất lượng với sự chứng kiến của các bên liên quan. Sau khi có kết quả kiểm định, sẽ đưa ra quyết định trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ của dự án. Dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt là dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Thời gian bảo hành của nhà đầu tư đối với dự án trong suốt thời gian thi công và khai thác vận hành gần 20 năm. Việc xảy ra là sơ suất nằm ngoài mong muốn của nhà thầu. Nhà thầu cam kết tự bỏ kinh phí để khắc phục, đúc lại các phiến dầm đã hỏng, mỗi phiến dầm trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đại diện DNDA cho biết. Người đi đường hoảng hốt vì xe container lật ngang. Hình ảnh được camera nên ghi lại vào chiều 20 tháng 6 tại Long Biên, Hà Nội. Một chiếc container đang di chuyển thì bất ngờ lật ngang. Thùng container rơi xuống đường khiến hàng hóa trên thùng container là hàng chục thanh sắt dài từ thùng văng ra đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và phương tiện xung quanh cũng kịp thời né được nguy hiểm. Hình ảnh vụ việc sau khi đăng tải đã khiến ai xem qua cũng hốt hoảng. Lỗi ở khâu chất hàng, theo quan sát thì hàng chở trên xe cũng vừa tải trọng cho phép. Có thể là hàng được đặt không cân đối, khi xe đánh lái thì sức nặng dồn về một bên khiến xe bị lật. Vừa may là các xe đã đi khỏi đó, không thì mệt cho tài xế rồi. Băng đảng thanh toán nhau trong tù, 41 nữ phạm nhân thiệt mạng. Cuộc xung đột thanh toán giữa các băng đảng tại nhà tù nữ ở Tamara, ngoài Tegucigalpa, Honduras vào ngày 20 tháng 6 đã khiến cho ít nhất 41 nữ phạm nhân thiệt mạng, theo hãng tin Reuters. Nhà tù Centro Femenino de Adaptation Social là nhà tù dành cho nữ, có sức chứa 900 người và cách thủ đô Tegucigalpa
khoảng 20 km. Các nhà chức trách đang làm việc để xác định các thi thể tại nhà tù. Ngoài ra, có ít nhất 7 phạm nhân nữ đang được điều trị các vết thương do súng và dao gây ra tại bệnh viện Tegucigalpa ở nước này. Phát ngôn viên nhà tù ông Yuri Mora nói với Reuters rằng những người chết là do bị bỏng hoặc bị bắn. Bà Delma O'Donnell, chủ tịch Hiệp hội các gia đình tù nhân cho biết, một cuộc ẩu đả đã nổ ra tại nhà tù giữa hai băng đảng Barrio 18, Mara Sanvaruja MS-13 với các thành viên băng đảng đối thủ. Bà Julissa Villanueva, người đứng đầu hệ thống nhà tù của Honduras, cho biết rằng bạo loạn xảy ra có liên quan những nỗ lực gần đây của chính quyền nhằm trấn áp hoạt động bất hợp pháp của những tên tội phạm có tổ chức bên trong các nhà tù. Bên trong các nhà tù của Honduras, các băng đảng thường nắm quyền kiểm soát, còn các phạm nhân thường đặt ra các quy tắc riêng của mình và thậm chí còn bán hàng cấm. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan qua đời. Theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, ông Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 7:05 ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Vũ Khoan sẽ được thông báo sau. Ông Vũ Khoan sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937 tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8, 9, Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006. Ông Vũ Khoan từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao năm 1990, Bộ trưởng Bộ Thương mại năm 2000, Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế Đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC năm 2002. Năm 1990, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7, năm 1991, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2000, ông được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11. Tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng vì lý do sức khỏe. Năm 2007, đồng chí nghỉ hưu tại Hà Nội. Ông Vũ Khoan được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào tháng 11 năm 2021. Vụ cảnh sát buôn lậu hàng trăm tỷ đồng, phạt tiền là không có căn cứ. Ngày 21 tháng 6, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kháng nghị vụ án cảnh sát chống buôn lậu, cầm đầu đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, cơ quan công tố đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền đối với 5 bị cáo và tăng hình phạt đối với 8 bị cáo. Theo kháng nghị, từ tháng 8 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, Hoàng Duy Tiến, 38 tuổi, cựu đại úy công an, lập 47 công ty và sử dụng 45 pháp nhân để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với 1.153 bộ tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa máy móc cũ, loại hàng không được nhập khẩu có giá trị 217,6 tỷ đồng. Sau đó Tiến giao lại cho các chủ hàng để thu phí nhập khẩu theo thỏa thuận trước, trong đó có Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn và Võ Văn Đông, 56 tuổi, cựu trung tá công an. Bản án xác định Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn và Phạm Toàn phạm tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hội đồng xét xử tuyên phạt 5 người này hình phạt tiền thay phạt tù là không có căn cứ. Bên cạnh đó, kháng nghị cũng đề nghị tăng hình phạt đối với 8 bị cáo khác trong vụ án. Thử nấu cơm trộn với trà sữa, cô gái khiến anh chồng sang chấn tâm lý. Mới đây, một cô gái đến từ Trung Hoa vì nghiện trà sữa nên nghĩ ra cách nấu cơm khiến cư dân mạng Việt Nam ai cũng khen là trông ổn, nhưng mà ổn đầy bìa. Theo đó thì là fan cứng của trà sữa Trân Châu Đường Đen, một cô gái nghĩ ra cách nấu cơm không hề giống ai. Đó là trộn chung trà sữa vào gạo để cho vào nồi cơm điện. Thay vì chỉ có gạo và nước, thì nay nồi cơm đã được bonus thêm hàng chục hạt trân châu và gần cả lít trà sữa. Sau thời gian chờ đợi thành quả, cuối cùng cô gái nữ công gia chánh đã có một nồi cơm độc lạ, khiến ai nhìn qua cũng sang chấn tâm lý. Từ những gì quay lại có thể thấy,
hạt cơm không trắng trẻo như bình thường. Nguyên do là vì nước trà sữa đục ngầu đã phủ kín mặt ngoài của hạt. Bên cạnh đó, những viên trân châu đang nổi lên ở phía trên trông giống như những hạt đỗ khổng lồ. Không biết việc trực tiếp thưởng thức món cơm trà sữa này sẽ thế nào. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có đến 9 trong số đó cho rằng không sớm thì muộn cũng ôm bụng mà canh me cái nhà vệ sinh cho mà coi. Cuộc phản công của Ukraine sẽ kết thúc sau vài tuần. Theo quan chức quốc phòng Nga, Moscow có khả năng đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine vào hồi tháng 7. AT dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andriy Katabolov cho biết, các lực lượng của Kiev sẽ sớm mất dần động lực phản công vào tháng 7 nếu như tỷ lệ thương vong của quân đội Ukraine tiếp tục tăng như hiện tại. Theo ông Katabolov, quân đội Ukraine đã mất khoảng 900 binh sĩ, cả thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ vừa qua. Cùng với đó là 9 xe tăng và hàng chục xe bọc thép. Nếu cuộc phản công tiếp tục diễn ra với chiều hướng như hiện tại, tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành việc đẩy lùi chiến dịch phản công của Ukraine sau 3 tuần nữa và Moscow sẽ chuyển các lực lượng của mình từ phòng thủ sang tấn công tích cực, ông Katabolov phân tích. Nhà lập pháp của Nga tuyên bố rằng Ukraine đã mất khoảng 20.000 binh sĩ trong số 40.000 đến 50.000 người được NATO huấn luyện để chuẩn bị cho chiến dịch phản công. Theo ông, kế hoạch phản công Ukraine ấp ủ bấy lâu nay đã thất bại. Mọi chiến thuật mà họ đã sử dụng đều không hiệu quả cho đến bây giờ. Lực lượng của Kiev đã không tiến xa hơn vùng phòng thủ tiền phương của Nga. Thậm chí họ còn chưa tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên. Nghị sĩ này cho biết thêm. Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Bắc Cạn hoạt động trở lại. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Bắc Cạn đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa phục vụ công tác điều tra. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9701D ở tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn đã chính thức hoạt động trở lại từ chiều 19 tháng 6 với một dây chuyền kiểm định. Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định xe của người dân từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Ngay trong ngày 20 tháng 6, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9701D đã kiểm định được khoảng 30 xe, trong đó đa số là xe tải. Từ ngày 11 tháng 2 đến 18 tháng 6, khi trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Bắc Cạn bị đóng cửa, người dân doanh nghiệp đã rất vất vả di chuyển tới các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Thái Nguyên để kiểm định xe. Thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trung tâm cài đặt phần mềm phục vụ kiểm định xe. Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn cũng đã khẩn trương bổ sung nhân lực, củng cố bộ máy hoạt động để đảm bảo có đăng kiểm viên bậc cao cũng như đăng kiểm viên thường vận hành dây chuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.